Rồi bây giờ các bạn qua cái nội dung đầu tiên đó là các cái định dạng cơ bản. Rồi trong phần các định dạng cơ bản này mình sẽ đề cập tới ví dụ như là phông chữ nè. Các bạn, phông chữ là gì nè? Phông chữ là cái kiểu hình mà thể hiện ra ngoài. Ví dụ như bây giờ các bạn có chuỗi là ngày tháng năm. Thì mình nhìn ở trên góc trên màn hình á, các bạn thấy ở đây nó hiện là Calibri này đúng không? Tức là cái tên của cái phông chữ. Và các bạn thấy là cái cách thức nó thể hiện ra là như vậy. Bây giờ mình sẽ thay đổi phông chữ thì các bạn thấy là cái cách thức thể hiện của nó ra sẽ khác. Bằng cách là các bạn bôi đen cái đoạn văn bản mà mình muốn thay đổi phông chữ đúng không? Và ở trên đây mình sẽ bấm vào để lựa chọn. Thông thường các bạn thấy cái phông chữ mình hay sử dụng là Tamiroma, nó sẽ có khác nhau đúng không? Nhìn chữ N là các bạn thấy nè. Rồi ngoài ra còn rất nhiều phông chữ để thể hiện các cái kiểu hình khác. Mình copy qua bên này đi để dễ nhìn thấy nè. Các bạn thấy là nếu như mình duyệt qua danh sách các cái phông chữ khác nhau á, thì mình sẽ khác nhau. Đúng chưa? Rồi. Ví dụ như muốn chữ đẹp đẹp thì mình có thể chọn những phông chữ này. Nhưng mà các bạn thấy là sao? Nó không có hiển thị được đúng tiếng Việt. Vì lý do vì sao lại như vậy? Cái này có vẻ đẹp này ha. Rồi bây giờ mình quay lại cái câu hỏi là vì sao có những phông chữ mà các bạn không hiện ra đúng tiếng Việt? Ví dụ như phông chữ này. Cái này nó liên quan tới là bảng mã đúng chưa? Bảng mã là gì? Bảng mã là một cái bảng ở trong đó nó sẽ ánh xạ những cái giá trị từ số sang chữ. Thì các bạn thấy là trong máy tính của mình á, về cơ bản bản chất là nó chỉ lưu được ở dưới dạng số thôi mà còn là số nhị phân nữa đúng không? Nhưng mà từ số nhị phân sang số thập phân á, thì mình có quy tắc để biến đổi như nào. Và bây giờ muốn thể hiện dạng chữ thì sao? Nó cũng có một cái quy tắc để biến đổi từ số sang chữ, từ số thập phân của mình á, sang chữ. Ví dụ như chữ A quy định là số 48 thì chữ B là 49, chữ C là 50, chữ D là 51. Và khi nào mình sử dụng chữ thì mình chỉ biến đổi từ số sang chữ thôi, đúng không? Mình sẽ lưu số 48 nhưng nó hiển thị ra là chữ A. Ví dụ như vậy. Thì cái đó người ta gọi là bảng mã, tức là ánh xạ từ giá trị số sang giá trị chữ. Đúng chưa? Rồi chữ đó là chữ A đó, nhưng A tròn hay A méo thì lại phụ thuộc vào phông. Đúng không? Phông này thể hiện chữ A ra bằng một cái hình ảnh. Cái phông là một cái hình ảnh chữ, các bạn hiểu không? Người ta vẽ cái hình ảnh đó ra, người ta gắn với cái giá trị là 48. Đó là chữ A, như vậy. Thì bảng mã chính là cái bản chất lưu trữ ở bên trong, ánh xạ như thế nào. Thì đối với những cái phông như là phông Vernon Time á, là cái phông cái phông là Vernon Time thì nó sẽ gắn với lại cái bảng mã ABC là từ ra lâu lâu rồi, có khi lúc đó các bạn chưa sinh ra nên thường là ở vùng phía Bắc người ta hay dùng á. Ở phía Nam thì dùng bảng mã Verney, ở phía Bắc thì dùng bảng mã ABC. Cho nên có nhiều tài liệu cũ các bạn mang về các bạn đọc á, bạn không hiện ra được. Tại vì đó là viết từ lâu rồi, người ta dùng bảng mã cũ, người ta không hiện được. Bây giờ chủ yếu bảng mã mà phổ biến là bảng mã Unicode. Như nào? Là cái bảng mã mà người ta tham vọng ở đó tất cả các cái loại chữ, ký tự ở trên thế giới này á là sử dụng chung. Thì vì sao mà người ta nói là sử dụng bảng mã Unicode thì các bạn mang đi đâu cũng đọc được. Tại vì ở đó là gì? Cả thế giới này mình dùng chung một quy định.
chữ A là một số, chữ B là một số, rồi đến các cái ký tự Slava của Nga chẳng hạn thì nó có những chữ số khác, rồi ký tự của Trung Quốc nó có chữ số khác, ký tự của Nhật Bản nó có chữ số khác, và tất cả đều mang tính chất là duy nhất. Cho nên khi các bạn dùng á, bạn viết một văn bản bằng tiếng Nhật chẳng hạn, bạn mang sang nước Anh hay nước nào cũng mở ra là tiếng Nhật thôi, chứ nó không có bị nhảy lung tung được, tại vì đó là thống nhất với nhau rồi. Giống như là mã điện thoại quốc gia chẳng hạn, Việt Nam là 84 đúng không, thì đi đâu cũng là 84 thôi, nó sẽ không bị nhầm vào nước khác, thì cái này cũng vậy đúng chưa nè. Nên bảng mã Unicode là cái bảng mã mà ở đó các cái ký tự, ký hiệu, các cái chữ cái là thống nhất duy nhất. Thì các bạn thấy là càng ngày càng nhiều, cho nên đầu tiên là người ta có bảng mã Unicode được gọi là UTF-8, tức là đó người ta dùng 8 bit để mà mã hóa đúng không, tức là 2 mũ 8 con số khác nhau để mã hóa cho 2 mũ 8 tiểu số khác nhau. Nhưng mà sao vẫn không đủ, bây giờ người ta có UTF-8 16, UTF-8 32, bây giờ thậm chí có 40 mấy nữa, thì tất cả đều là đi theo cái số bit thôi, cộng 8 lên đó để người ta mã hóa tất cả những cái chữ đó. Thì đối với bảng mã Unicode, khi có bảng mã người ta mới làm ra các phông. Và đối với bảng mã Unicode, những phông mà mình hay sử dụng như Tamiroma nè, Arial nè, đúng không? Đó là những cái phông phổ dụng và nó sẽ hiển thị đúng chữ theo cái bảng mã Unicode. Đúng như nè. Cho nên đây có hai vấn đề các bạn nhớ, đó là phông chữ và bảng mã. Thì bảng mã mình hay sử dụng đó là Unicode. Và cũng có một vấn đề luôn, đó là cô cũng từng gặp phải khi khi lập trình, thì cũng nói với các bạn luôn, lỡ sau này không có cơ hội không nhớ, đó là mình cũng sử dụng bảng mã Unicode rồi để hiển thị nội dung rồi, nhưng mà Unicode 16 với lại Unicode 8 thì khi cô mã hóa cái mật khẩu của nó sang MD5 á, thì nếu mà mình dùng Unicode 8 á, thì nó vẫn hiện ra các cái chữ cái lằng ngoằng nhưng mà hiện ra các chữ cái. Nhưng khi chuyển sang Unicode 16 thì nó lại chuyển thành là bảng mã của chữ nước nào, giống như tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc gì đó. Cho nên khi so sánh nó không bằng nhau, tức là khi mà mình đang dùng bình thường á, thì nó MD5 ra thì nó lại ra chữ, trong khi load từ dữ liệu lên thì nó lại là một chữ chữ khác nữa, cái cuối cùng so sánh không giống nhau, mặc dù là cùng một mật khẩu nhưng khi mình mã hóa xong mình so sánh thì nó lại không giống nhau. Cho nên là cách mà mình sử dụng cũng nên lưu ý. Rồi, cái tiếp theo đó là các bạn phần mềm gõ tiếng Việt, đúng không? Thì hầu hết các bạn sử dụng phần mềm gõ tiếng Việt bây giờ là Unikey, đó là một phần mềm mã nguồn mở. Thì có phần mềm Vietkey nhưng cái phần mềm đó thì lại tính phí nhưng cái hiệu quả thì lại không cao, cho nên bây giờ hầu như cũng không ai xài. Thế nào? Rồi, đi qua phần tiếp theo đó là trang trí chữ, đúng không? Thì các bạn có là gì? In đậm, in nghiêng và gạch chân. Đây, ba cái này là mình phổ biến nè. Như vậy in đậm, cái tổ hợp phím mà tổ gọi là gì ta, tổ hợp phím để các bạn bấm nhanh á, nó là gì nè? Đối với in đậm thì các bạn bấm Ctrl B đúng không, chữ B ở đây viết tắt của chữ bold. Ví dụ ở đây các bạn thấy là có in đậm nè đúng không, Ctrl B. Các bạn thấy là các cái chức năng ở trên cái giao diện thì các bạn đưa con chuột vào nó sẽ hiện ra các cái thông báo, thông thường ở trong đó sẽ có giới thiệu cho mình cái tổ hợp phím để mình bấm nhanh, đúng không nè. Ở đây mình bấm Ctrl B nó sẽ in đậm. Rồi đối với lại in nghiêng thì đó là Ctrl Y, đúng chưa? Italic đó là in nghiêng. Thế các bạn cũng nhớ những cái từ tiếng Anh này luôn. Để sau này khi các bạn học về HTML và CSS á, để các bạn trang trí các cái website đó thì các bạn cũng sẽ sử dụng những cái từ như thế này.
Ví dụ như mình muốn là CSS của mình mà chỉnh cho cái đoạn đó là chữ in nghiêng chẳng hạn, thì mình cũng có font style 2 chấm italic đúng không? Nó sẽ sử dụng y như thế hết. Chưa nào? Rồi thêm một vấn đề nữa là các bạn cố gắng học tiếng Anh, những từ này cũng là của tiếng Anh thôi, nếu mình biết thì cũng không có vấn đề gì khó khăn cả. Rồi gạch chân underline đúng không? Các bạn sẽ sử dụng phím tắt là Ctrl U. Rồi tiếp theo bạn có là gì? Tô màu nền và tô màu chữ. Khi mà mình học trong cái chuyên ngành này á, thì cái vấn đề mà cốt lõi nhất đó là mình phải có khả năng tư duy logic về mặt toán học, cũng giống như là về toán số học á, hay là logic học á, hay là đại số á, là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng nếu như mà mình có thêm một chút về cái mỹ thuật nữa thì các bạn sẽ có thuận lợi vô cùng đúng không? Tại vì làm cái gì nó cũng phải có mỹ thuật. Bạn làm ra hai sản phẩm có hiệu năng như nhau, nhưng một cái thì đẹp, một cái thì xấu, thì đương nhiên người ta mua cái đẹp rồi đúng không? Cho nên là trong một trong những chuyên ngành mà các bạn học đó là mình sẽ học liên quan đến lập trình web, thiết kế website đúng không nào? Thì giữa đẹp với không đẹp nó là một cái sự chênh lệch cực kỳ lớn, tại vì cái đó nó sử dụng giao tiếp với khách hàng. Cho nên nếu như ai đó sở hữu một cái website vừa đơn giản vừa đẹp bắt mắt thì sẽ được chú ý hơn đúng không nào, và mình mang lại lợi ích cho khách hàng của mình nhiều hơn. Bởi vậy cái tính mỹ thuật là cực kỳ cao, và một trong những cái tính mỹ thuật thể hiện rõ đó là khả năng phối màu và chọn màu. Người ta cũng có những quy tắc, ví dụ như không quá 3 màu, không quá 7 lần bấm vân vân, nhưng mà đó là quy tắc thôi. Còn nếu như mà bạn có cái năng khiếu thật sự thì đó là tốt vô cùng. Như nào? Rồi bây giờ highlight nè. Các bạn thấy highlight tức là người ta sẽ tô màu nền giống như bạn tô bút vàng trên 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 sách các bạn học nghiên cứu rồi đó, để làm nổi bật cái nội dung. Thông thường ví dụ như bạn sửa bài cho ai đó mình sẽ tô highlight những cái phần mà không phù hợp nha. Rồi đổi màu chữ thì bạn bôi đen và chọn đổi màu chữ đúng không? Có qua nghiên cứu á, thì người ta nói rằng màu đỏ là cái màu mà gây sự chú ý khá nhiều đúng chưa? Nhưng mà nó lại tạo ra một cái sắc thái là không được thoải mái, hơi khó chịu, nóng giận đúng như nào. Còn cái màu mà gây chú ý tiếp theo đó là màu xanh lá cây, thì ở đó sẽ tạo cảm giác dễ chịu và thoải mái cho người dùng như nào. Cho nên người ta hay lựa chọn hai cái màu đó làm cái màu cơ bản. Còn đối với Trung Quốc á, người ta rất thích hai màu. Các bạn biết màu gì không? Còn yếu kém lắm, phải học nhiều lên. Trung Quốc người ta thích hai màu, đó là màu đỏ với màu vàng. Các bạn để ý tất cả những cái gì đó, cung điện ngày xưa hay là ấy, người ta đều trang trí màu đỏ với màu vàng, vì hai cái màu đó là hai cái màu nóng và hai cái màu nổi bật, và nó thể hiện được cái sự sang trọng, xa hoa, giàu có, quyền quý, hiểu không? Giống như vàng là cục vàng đó, chắc là cũng có một chút bắt nguồn, tại vì vàng là thứ kim loại rất là quý giá và có nhiều tiền đó. Thật cô nghĩ vậy thôi, nhưng thực tế này ta thích hai cái màu đó rất là nhiều, nó thể hiện quyền lực. Còn Việt Nam thích màu gì? Việt Nam mình thích màu xanh lá chuối với lại màu vàng kết hợp với nhau để đi ra đường nhìn cho nó chuối á. Việt Nam mình không có cái gu rõ ràng, đúng không? Tự thân người này làm người kia làm. Nhưng mà điều đó sẽ thay đổi đúng không? Từ thế hệ của các bạn trở đi mình sẽ thay đổi, mình sẽ làm một cái điều gì đó mà nó mang lại cái niềm tự hào cho quốc gia đúng không nào? Rồi tiếp nha, tô màu nền, tô màu chữ rồi. Có xem mình cần học cái gì nữa nào? Canh lề trái, canh lề phải và canh lề giữa.
Các bạn biết thực ra lúc mà cô hay làm website á, cô nói các bạn vậy thôi chứ cái khả năng thẩm mỹ của cô là cực kỳ thấp. Thông thường khi làm cô chỉ làm chức năng thôi, còn khi trang trí là phải có một người khác làm, tại vì khả năng sử dụng màu sắc của cô là cực kỳ kém. Thông thường lúc nào cũng phải tư vấn hết, ví dụ như cô đã tạo ra một cái giao diện như vậy rồi, ứng dụng như vậy rồi, cái bắt đầu mình mới chuyển sang một người khác để người ta tư vấn về mặt màu sắc, thể hiện cách trang trí chỗ này chỗ to, chỗ này chữ nhỏ, chỗ này màu gì, hai trang này là màu chủ đạo là màu nào. Khi người ta đã liệt kê ra hết rồi thì cô sẽ làm lại được, nhưng vấn đề là tự nghĩ ra thì không nghĩ được, mong vì cái đó nó liên quan đến mặt là năng khiếu rồi, mình biết mình không có thì mình cũng đừng có lạm dụng, đúng không? Cái đó thì phải hỏi thôi. Căn đề rồi, quay lại bài nha, căn đề trái, căn đề giữa. Cái này trong lúc mà mình sử dụng văn bản thì mình dùng rất là nhiều. Căn trái thì các bạn bôi, không cần bôi mà các bạn để con nháy ở trong đoạn văn bản thôi, các bạn bấm sang trái. Các bạn đây. Bạn muốn bấm sang phải thì nó sẽ sang phải, đúng nha. Các bạn bấm vào giữa, căn lề giữa thì nó sẽ ra ngay chính giữa trang giấy này. Để cho cô zoom lên nên các bạn nhìn không có rõ. Đúng nha. Đó. Còn cái justify này là nó đều hai bên, tức là trong một cái đoạn văn bản dài nó sẽ đều hai bên cho mình nhìn, nó sẽ đẹp hơn. Mình ví dụ mình copy đại một đoạn nào đó đi ha. Đó thì các bạn thấy là nó đoạn bắt đầu thì nó bắt đầu giống nhau, nhưng mà kết thúc thì có cái ngắn cái dài, mặc dù là mình đã hết nguyên câu. Bây giờ mình muốn nó phải thật đều nhau cho thật đẹp thì mình bấm justify, các bạn thấy nó sẽ tự co giãn khoảng cách giữa các chữ, đúng không, để sao cho kết thúc cũng sát đường biên mà bắt đầu cũng sát đường biên luôn, được chưa? Đó, đó là căn trái căn phải. Bây giờ mình sẽ qua cái nội dung tiếp theo, đó là các bạn học về chèn insert thì có là gì, bullet numbering là để đánh dấu đoạn văn bản, đúng không? Rồi, thì cái bullet numbering này á, mình sử dụng rất là nhiều trong quá trình mà mình viết báo cáo. Tại các bạn thấy á, là khi mình trình bày một cái vấn đề gì đó mà nó dài á, thì mình phải chia đoạn ra và đánh dấu để cho người đọc dễ nhìn. À, nhìn vô biết ngay là đoạn này có 5 ý. Giống như các bạn học về nguyên lý một đó, đúng không? Một phần nào đó mà có 5 ý, bạn gạch 5 cái bullet ra, đúng như nào? Rồi từ 5 ý đó, các bạn mỗi ý sẽ nói vấn đề gì, mình nhìn vô sẽ rất là dễ hiểu. Và một trong những gợi ý cho các bạn luôn đó là các bạn học những môn xã hội. Cái việc của nó khó khăn đó là gì? Vì nó có quá nhiều nội dung, đúng không? Và một nội dung thì người ta phân tích ra rất là dài, làm cho mình cảm giác hoang mang, không thể học được. Cho nên mình phải rõ ràng hóa, cụ thể hóa các nội dung đó bằng cách là các bạn tóm tắt lại các nội dung. Ví dụ như bài hôm nay học về vấn đề gì đó. Vấn đề A nó sẽ gồm có 5 ý nhỏ, đúng không? Năm ý nhỏ là gì, các bạn phải thuộc được cái điều đó cái đã, rồi mỗi ý nhỏ đó người ta mới triển khai ra là 5 ý nữa hay là 3 ý nữa,
thì các bạn vẽ giống như sơ đồ hình cây vậy đó, nó mở rộng dần ra và tùy theo cái khả năng hiểu bài, khả năng nhớ bài mà các bạn có thể triển khai được mấy cấp, đúng không? Thứ nhất phải thuộc được cái tiêu đề của cái bài chung đã, thứ hai thì đưa đến mức tiếp theo đó là thuộc được các cái tiêu đề nhỏ ở bên trong, rồi tiêu đề nhỏ đó sẽ có mấy ý các bạn thấy nó mở rộng dần ra. Nếu bạn giỏi thì bạn học được nhiều, nếu bạn không giỏi thì bạn học được vài cấp thôi, thì như vậy cũng đủ để cho các bạn hiểu bài và thi rồi. Chứ còn á, đừng có cầm một cái cuốn vở dài cả mấy chục trang xong rồi đọc từng chữ một, đọc từng chữ một, thuộc từng chữ một, không thể nào thuộc như vậy được. Giống như là quên mất chữ đầu là quên cả đoạn. Ê mà nhắc chúng ta có chữ đầu của đoạn này với, không có như vậy được, chỉ có lớp 1, lớp 2 thôi. Còn bây giờ là mình phải học cái xương sườn của nó trước, cảm giác giống như là mình học cái bộ xương trước, và sau đó các bạn đắp thịt vô được chỗ nào thì đắp. Thậm chí nếu bạn thuộc cái bộ xương rồi thì bạn có thể tự triển khai để viết đó theo ý hiểu của mình luôn, không cần phải thuộc, đúng không? Đó là cách học mà cực kỳ quan trọng đó nha. Tại vì khóa K17 đó, cô đã tính tỷ lệ rồi, đó là đang một người là rớt 3 môn. Cái điều đó là điều chưa bao giờ xảy ra trong cái lịch sử của ngành của mình hết á. Tức là tỷ lệ một người sau khi học xong năm nhất đó là rớt 3 môn. Mà các bạn biết đó là các bạn chỉ cần rớt khoảng 5-6 môn thôi á, là cái nguy cơ bạn bị đuổi học là có rồi, hiểu không? Một năm mà đã rớt 3 môn thì 3-4 năm các bạn rớt 12 môn thì rõ ràng là bạn bị đuổi học rồi. Các bạn có cái cuốn quy chế rồi đúng không? Đọc đi để xem thử là mình, nếu chưa có thì chắc nhà trường sẽ phát sau. Nhưng mà cái tỷ lệ mà dễ bị đuổi học cao lắm. Với cái mức độ đó mà không thay đổi được á, là năm sau thì rất nhiều người bị đuổi học. Mà cái đó xảy ra bình thường. Như lớp tiên 06 á, đầu vào là 60 người, mà bây giờ đến năm thứ 3 chỉ còn có 20 người thôi. Là các bạn biết rớt bao nhiêu người rồi không? 40 người rồi. Mà các bạn bỏ ra 12 năm ăn học, rồi thêm một kỳ thi cực khổ, rồi đấu tranh tư tưởng để mà nộp đơn vào đại học, rồi được bao nhiêu niềm tự hào và vinh dự của bố mẹ, để rồi học 2 năm cái bị đuổi ra khỏi trường, đúng không? Mất bao nhiêu tiền? Tiền tỷ á, chứ không phải đùa đâu. Các bố mẹ nuôi các bạn đến bây giờ là phải tiền tỷ rồi đó. Cho nên là phải cẩn thận ngay từ đầu. Mà sau khi cô tính, cô thống kê xong rồi á, thì cái môn mà lớp tin 17 mà rất nhiều nhất á, là trong nhóm môn xã hội, gồm có nguyên lý 1, nguyên lý 2, nguyên lý 3, tâm lý học và môn tiếng Việt thực hành. Năm cái môn đó, tại vì các bạn sẽ học trong học kỳ này, đúng không? Cho nên mình ở khóa sau phải rút kinh nghiệm ngay từ đầu. Các bạn học nguyên lý 1 rồi đúng không? Học 2 buổi rồi đúng không? Một buổi, một buổi tiếng Anh đúng không? Tiếng Anh cũng có nhưng không nhiều. Tập trung chủ yếu là những cái môn nguyên lý 1, nguyên lý 2, tâm lý học đại cương, tiếng Việt thực hành. Bởi vậy các bạn phải chủ động ngay từ đầu nha, cẩn thận. Thôi mình quay lại môn của mình đi. Rồi, bullet numbering thì các bạn thấy là mình sẽ đánh dấu đoạn văn bản. Ví dụ đây mình có 2 đoạn văn bản nè. Các bạn muốn đánh dấu bằng cái dấu tròn, đúng không? Bạn chọn dấu tròn thì mình sẽ thấy là nhìn vô đây mình biết ngay là có 2 ý, 2 đoạn, đúng không? Ý nghĩa của bullet numbering là vậy, giúp cho mình trình bày cái văn bản một cách rõ ràng hơn. Ngoài cách đánh dấu bằng cái bullet thì các bạn có thể đánh dấu bằng số, đúng không nào? 1, 2, 3. Muốn bỏ cái này đi thì các bạn bấm vào đây một lần nữa, được chưa? Nó sẽ mất, bấm lại thì nó sẽ có thôi. Và lựa chọn hình ảnh, xin lỗi, lựa chọn số, cái cách đánh số như thế nào thì tùy các bạn chọn. Các bạn có thể thiết lập thêm, đúng không? Đây là mình sẽ cho nó bắt đầu từ số bao nhiêu. Ví dụ như bắt đầu bằng số 3, đúng không? Thì nó sẽ là 3, 4, vân vân. Đó. Tương tự cho bullet cũng vậy. Trong quá trình mà mình đi thực hành á, mình sẽ thấy có nhiều cái lỗi liên quan đến bullet numbering cùng với lại cái phím tab. Tại vì ở đây nó có một cái canh tab ở chỗ này này. Đó, cho nên là mình sẽ hay gặp. Tuy nhiên
đến lúc mình làm nhiều nó sẽ có kỹ năng để giúp cho mình tháo gỡ vấn đề đó. Nó đòi hỏi là các bạn phải thực hành như này. Rồi, tiếp theo là các bạn có là cái số 6, đó là chèn biểu tượng. Chèn biểu tượng thì các bạn thấy là mình sẽ vào cái menu là Insert. Như nào, ở trong này nó có rất là nhiều thứ tuyệt vời, nhưng mà trong một trong những thứ mình đang học đó là Insert Symbol, đúng không? Chèn biểu tượng. Đây là một số các cái biểu tượng mà mình sử dụng thường xuyên thì nó sẽ hiện ra trước. Còn nếu bạn muốn nhiều hơn thì bấm vào trong cái phần là thêm More Symbol. Thì trong cái phần này á, nó sẽ hiện ra một cái hộp thoại để cho mình chọn. Thì ba cái phông mà mình hay sử dụng nhất trong cái hình thức thi và kiểm tra của mình á là Winning, Winning 2 và Winning 3. Trong những cái phông này thì sẽ có những cái biểu tượng để các bạn chèn vào. Thông thường ví dụ như cái trang bìa chẳng hạn thì các bạn hay chèn vào là hình cuốn sách vân vân, đúng không? Đó, thì các bạn chú ý ba cái phông đó là mình sử dụng thường xuyên. Chờ cô xí, cô tắt bớt chương trình nhá, nó nặng máy mất. Rồi ha, bullet numbering thì chỉ vậy thôi. Rồi một trong những cái kinh nghiệm mà sử dụng bullet numbering đó là các bạn đánh máy xong hết rồi, các bạn bôi đen cái phần mà các bạn muốn chèn cái bullet này vào, thì như vậy nó sẽ đỡ bị lỗi hơn. Thì các bạn nhớ để khi các bạn làm các bạn sẽ thấy cái lời cô nói rồi các bạn áp dụng. Tiếp theo đó là mình đến cái nội dung cơ bản tiếp theo, đó là chia cột và chữ lớn. Cái này thì mình ít dùng nhưng nó lại có trong bài thi rất là nhiều. Chia cột và tạo chữ lớn. Thì các bạn thấy ví dụ như viết báo tường chẳng hạn, người ta cũng hay chia cột. Như vậy thì giờ mình chia cột bằng cách nào? Mình chia cột bằng cách là các bạn bôi đen đoạn văn bản cần chia cột. Sau đó là vào menu layout. Nếu như mình không nhớ là cái chia cột nằm ở menu nào thì các bạn nhớ ngay đến là gì? Chia cột tức là trình bày văn bản. Mà trình bày văn bản tức là liên quan đến layout của văn bản. Cái chữ layout là cái định dạng thể hiện ra ngoài đó, đúng không? Cho nên mình sẽ bấm vào menu layout để tìm. Đúng như nào? Cô cũng vậy thôi, cô không nhớ đâu. Xong rồi mình phải tư duy để mình nhớ ra. Đó, đây thì mình sẽ thấy là có column. Như nào? Các bạn bấm vào đây tức là thu, tức là chia đôi. Rồi, các bạn sẽ thấy là đoạn văn bản của mình được chia đôi. Nhớ nha. Mấy cái này thông thường là cô sẽ hay nói các bạn vào menu layout chọn column. Nhưng mà bây giờ các bạn phải tự nhớ, tự ghi vào. Còn mỗi ngồi nhìn không là không nhớ đâu á. Nhưng nếu về nhà không nhớ thì làm sao? Lên Google search thôi. Cái gì nó cũng có hết. Nhưng ít ra các bạn cũng phải nhớ được là mình có học cái đó để mà Google có nhớ được cái chữ chia cột để mà tìm kiếm. Nó gọi là từ khóa. Và thậm chí là nhiều khi mình đi học cả buổi á, chỉ để biết các từ khóa thôi. Không? Khi mình gặp một cái vấn đề nào đó quá khó đi không giải quyết được thì giáo viên sẽ nói là em về tìm hiểu ABC là đi, cái này sẽ giúp em giải quyết được bài toán. Nó chỉ nói vậy thôi, còn nhiệm vụ của mình là phải nhớ được từ khóa ABC đó để mà mình search. Đúng không? Giả sử như là em không kết nối cơ sở dữ liệu được, đúng không? Không đổ dữ liệu lên form được, em kết nối bị sai
hoặc là em dùng C# em không biết cái nối nào, thì người ta bảo ở về em tìm hiểu về Connect String hay là em tìm hiểu về ADO vân vân, người ta chỉ nói như vậy thôi, cái về mình tìm lên. Hay là các bạn lập trình trên 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 ứng dụng web, các bạn muốn nó mượt mà như là ứng dụng Windows, tức là mỗi một cái ứng dụng các bạn không muốn refresh lại cái trang web của mình, đúng không? Bạn thấy cứ một bước nhỏ trên website các bạn bấm là nó sẽ submit cái trang lên, xong rồi ở trên là nó xoay xoay tròn nó load lại trang mới. Cái đó sẽ tốn thời gian rất là nhiều, tại mình phải connect server rồi phải chờ trả về rất là lâu, nó tạo cái sự chậm trễ trong quá trình sử dụng mà nó không mượt. Mình muốn thay đổi cái điều đó, mặc dù là dùng ứng dụng web nhưng các bạn bấm vào nội dung nào nó sẽ tự load thông tin trả về trên trang cho mình mà không phải kết nối lại server, không phải load lại giao diện, giống như nào thì mình không biết làm sao. Thì thầy cô sẽ nói à, cái này Ajax, kỹ thuật Ajax là sẽ giúp em giải quyết được vấn đề này, chứ người ta cũng không giải thích à Ajax là phải dùng thế này, phải dùng HTML request xong rồi report. Người ta không có nói, người ta chỉ nói dùng Ajax thôi. Cái về mình phải search Google đúng ngay từ khóa đó để tìm, giống như nào. Thì đi học, một trong những kỹ thuật đi học là như vậy, phải nắm bắt được từ khóa mà giáo viên hướng dẫn, đúng không? Rồi về tìm hiểu thêm. Thôi quay lại, nói nhiều á. Rồi bây giờ chia cột xong tức là phải dùng column này ha. Bây giờ tạo chữ lớn. Tạo chữ lớn thì các bạn thấy là mình sẽ dùng drop cap ở trong menu insert nha. Trong menu insert các bạn sẽ có drop cap nè. Thì các bạn muốn tạo chữ lớn thì các bạn lựa chọn loại bạn tạo chữ lớn, ví dụ như này nó lớn ngoài lề, lớn ở bên trong, đúng nha. Các bạn muốn lớn trên nhiều dòng hay ít dòng hơn, các bạn vào drop cap option nè. Đây các bạn muốn là trên hai dòng thôi thì các bạn dặn hai dòng, đúng không? Đó. Muốn bỏ chữ lớn này đi thì các bạn vào lại menu drop cap và chọn nâng thì nó sẽ quay lại bình thường. Được chưa nào? À, có một cái kỹ năng nhỏ ở chỗ này các bạn cần phải nhớ, đó là thông thường mình phải chia đôi cột trước rồi sau đó mình mới tạo chữ lớn thì mới thực hiện được. Còn nếu các bạn đảo quy trình tạo chữ lớn trước rồi mới chia cột thì không thực hiện được, nhớ chưa? Ví dụ ha, thì đúng thôi, tại vì bây giờ các bạn tạo chữ lớn rồi, lỡ như mà các bạn chia đôi cột nó bẻ đôi cái chữ lớn nó ra thì sao, đúng không? Làm sao mà có trường hợp như vậy được, cho nên cách an toàn đó là người ta không có cho mình làm vậy, chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu như bây giờ các bạn tạo chữ lớn trên dòng này, tuy nhiên cũng có một số trường hợp làm được. Vấn đề đó là mình nên chọn cho nó sao cho nó an toàn nhất thôi. Đó, các bạn thấy column nó sẽ bị mờ đi, đúng không? Nó không cho mình chia đôi nữa. Tại bây giờ có một chữ đúng 4 dòng mà chữ đây đã chiếm 3 dòng rồi, vậy sao chia đôi? Đúng không? Nó là điều dễ hiểu, không có gì phải thắc mắc. Như vậy ở đây cần phải nhớ là chia đôi một cách nào, tạo chữ lớn một cách nào. Rồi một cái nữa mà cái rất là thú vị, đó là chèn chữ nghệ thuật. Ngày xưa chứ không biết bây giờ sao chứ ngày xưa rất là nhiều, khi cô còn nhỏ các anh chị thường hay dùng máy tính, và ngày xưa là còn dùng cái bản Word cũ lắm, 7, 8 gì đó, để vẽ, để viết thư tình gửi cho bạn gái, in ra xong rồi mang đi gửi, chứ không có giống như Facebook, Zalo bây giờ nhiều đâu. Các bạn yêu đương là các bạn cứ quăng ra thoải mái luôn, bạn đâu ngại ngùng nhiều, tại vì bạn nói từ xa mà, thấy không? Nó có tức, nó có chửi mình thì cũng không có tới mặt mình được. Còn ngày xưa không thể nào mà ngoài cách nói trực tiếp ra thì chỉ còn có gửi thư thôi. Ai nhát gan thì người ta hay gửi thư, là người ta hay dùng cái kiểu là in chữ nghệ thuật ra để viết cho nó đẹp á. Bây giờ thì ít rồi, nhưng tuy nhiên là lúc các bạn trình bày văn bản nên có chữ nghệ thuật cho nó đẹp. Ví dụ như là
chú ếch con chẳng hạn, bài thơ chú ếch con chẳng hạn. Đó, thì mình sẽ có cái hình chữ nó đẹp hơn. Ngoài ra là các bạn còn có rất là nhiều hiệu ứng. Mâm. Chữ có, xin lỗi nha cô, để cô này nè. Đây là màu rồi. Sánh không đổi đâu. Chắc là. Ví dụ như vậy. Đúng không? Nhiều lắm. Và đối với lại cuộc 2010, 2013 thì nó tạo ra rất là nhiều hiệu ứng đẹp. Các bạn có thể về tìm hiểu thêm. Meotech direction là chiều hướng của chữ. Cô nhớ có một cái chỗ là nó bẻ cong cái chữ. Không biết là đâu ha. Lâu ngày cô không xài nên cũng không nhớ nó nằm đâu trong cái khúc này thôi. Đây, transform này. Thì một trong những cái đề thi của mình là nó cũng bắt các bạn làm như vậy. Cho nên cô ví dụ cho các bạn nhớ để các bạn làm thôi. Đó là chèn chữ nghệ thuật ha. Như vậy là những cái cơ bản nhất là cô đã giới thiệu với các bạn rồi. Cùng có là gì nào? Phông chữ, bảng mã. Rồi còn có cái size chữ nữa. Đúng không? Cái này thì bình thường. Rồi bạn tăng to nhỏ như nào. Và tổ hợp phím ở trên bàn phím đó là phím control với lại mặt vuông. Rồi phông chữ, size chữ, trang trí bằng cách là dùng in đập, in nghiêng, gạch chân, căng lề trái, căng lề phải, căng lề giữa. Căng lề giữa thường sử dụng nhất là khi các bạn viết văn bản, ví dụ như đơn xin nghỉ học. Cái đó là phải viết hoa, cấp lốc, đúng không? Và nằm ngay ở chính giữa. Rồi căng lề trái, lề phải, lề giữa. Xong rồi các bạn học đến là insert symbol, bullet numbering. Rồi gì nữa nè? Chia đôi cột, chữ lớn, chèn chữ nghệ thuật. Đúng không? Đó là những cái cơ bản nhất mà các bạn thường xuyên hay sử dụng. Và 100% tất cả đề thi của mình đều có những cái thứ đó hết nha. Nội dung bên Word á, mình sẽ còn có là gì nè? Chèn bảng. Đối với bảng thì mình phải biết cách trang trí bảng như thế nào, đúng chưa? Rồi còn một nội dung khá là nhiều và vất vả đó là canh tab, tab trái, tab phải và tab giữa. Đó là hai cái nội dung mà bị khảo nhiều nhất trong cái đề thi và cũng chiếm phần lớn trong cái đề thi của mình. Thì mình sẽ học cái đó xong. Bây giờ mình sẽ nghỉ giải lao và làm công việc khác một chút xíu rồi tí nữa mình học tiếp. Không phải là các bạn được đi ra ngoài đâu, tức là mình không học nội dung này nhưng mà mình sẽ làm liên quan đến lớp của mình. Tiện thể cô tắt cái này luôn.